nhỏ thân yêu, cô Giang lại rất vui được gặp lại các bạn trong tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học này, cô và các bạn sẽ cùng nhau học đến chủ đề thứ 3 trong phân phối bộ môn mỹ thuật lớp 1. Chủ đề thứ 3 này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thiên nhiên các bạn ạ. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 phần. Phần thứ nhất đó là ngày và đêm. Phần thứ hai đó là nắng và mưa. Và phần thứ ba đó là sấm chớp và cầu vồng. Các bạn có thấy những hiện tượng thiên nhiên này rất là gần gũi với chúng ta không? Và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau vẽ những bức tranh thật đẹp về các hiện tượng thiên nhiên này nhé. Tiên chúng ta cần chuẩn bị giấy màu, giấy đen, bút chì, tẩy, kéo và cả bút màu nữa nhé. Bài hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn sáng tạo tranh về ngày và đêm. Bước 1, chúng ta sẽ làm bầu trời ngày và đêm bằng hai giấy đen và giấy màu xanh. Chúng ta sẽ cắt một nửa tờ giấy màu xanh, dán vào một nửa tờ giấy màu đen để làm hai bầu trời ngày và đêm các bạn nhé. Bước 2, chúng ta sẽ vẽ, cắt và dán ngôi nhà màu vàng. Cô Giang chọn giấy màu vàng, thế còn các bạn thích nhà của các bạn màu gì nhỉ? Bước 3, chúng ta sẽ vẽ bầu trời ngày và đêm nhé. Bầu trời buổi đêm thì có cái gì các bạn ơi? Đó là có ánh trăng đấy. Và có những ngôi sao nữa. Thế còn bầu trời ban ngày thì có gì nhỉ? Đó là ông mặt trời tỏa ánh nắng chan hòa và những áng mây trắng lững lờ trôi các bạn ạ. Is this
just all that you dreamed it be. Ending up here, ending up with me. You could have gone anywhere, been anyone. You stole my heart like a thief on the run. You're not much for taking chances, but you're taking a chance on me. Now we're building bridges as far as the eye can see. I never thought I'd find anything close to all that I knew you would be. Ain't it beautiful? Darling, beautiful. With you here next to me. Vậy là cô đã vẽ xong tác phẩm Giữa Ngày và Đêm, Ông Trăng và Ông Mặt Trời rồi đấy các bạn. Các bạn có thấy tác phẩm cô đẹp không? Cô hy vọng các bạn sẽ vẽ được những tác phẩm đẹp hơn của cô các bạn nhé.